một hai. Đành thôi quay bước.
Xin chào toàn thể quý vị khán giả thân mến. Hôm nay anh em DVH vừa sắp cho anh Quang đến từ Thái Thụy, Thái Bình. Một bộ bây giờ là trở ra bến Mỹ Đình. Hôm nay nửa cuối buổi chiều anh mới đến DVH, thành ra là hôm nay xong muộn quá, vội làm không kịp quay clip luôn quý vị. Đấy, làm xong mới giao lưu với quý vị được vài câu đây. Đến từ Thái Thụy, Thái Bình và xe để ở bên bến Mỹ Đình. Rất là may là còn một cái chuyến cuối cùng, chuyến 7:30. Không cần đâu, hai người quân xuống được rồi. Đấy. Thế là xe còn một cái chuyến 7:30. Đấy, rất là may là vẫn là còn xe, chứ quý vị phải chú ý là những cái việc này mình lên đi sớm, lên từ buổi sáng ấy. Lên từ buổi sáng thì là sẽ giải quyết, sẽ được việc hơn nhá. Được việc hơn là chúng ta đi vào cái buổi chiều này. Đó, và chiều lên chiều sớm đi chứ đừng lên chiều muộn, giải quyết rất là vất. Hôm nay là sắp cho anh một bộ rất là gọn gàng. Cả mixer, cả cốt số. Mixer này, cốt số này, rồi micro hai con đẩy, súp lại còn súp nhập nữa. Đấy, một cái dàn đấy rất là đẹp, rất là ok. Và với một cái mức đầu tư thì nó rất là hợp lý thôi. Bộ của anh ấy là 9 mấy triệu nhỉ Phương nhỉ? 93 triệu. Đấy, rất là hợp lý, ok. DVH thì tặng cho anh ấy hai cái đèn. Tặng cho anh ấy hai cái đèn và một cái điều khiển. Đấy, mấy hôm nay bán rất là nhiều, bán vãn loa luôn rồi quý vị. Bán vãn loa luôn. Cái đèn điều khiển đèn màu thôi, cho tí màu thôi, giữ được em ơi. Quạt nó vẫn đang chạy này, đấy. Làm mấy cái đèn này rực rỡ luôn quý vị ạ. Đấy, rất là rực rỡ. Đấy, ngoài ra bên DVH này còn mấy cái bộ hàng nhập khá là gấu này, hàng bãi cũng có này. Rồi của DB này, rồi của CAF, chưa có thời gian lên cái dàn CAF. CAF này rất là đẹp quý vị nhá. Mà chưa có thời gian. Đưa hôn của hóa đơn, hôn giao thu. Phương chụp lại chưa? Chụp lại. Đây, live ray của CAF rất là đẹp nhưng mà chưa có thời gian để lên clip. Đấy, hôm nay bận quá quý vị, rất là bận, rất là đẹp nhá. Đây, dàn DB này, DB, dàn DB rất là gấu này. Đánh như trường khá là to, dàn này chia ba way này. Dàn này dàn bãi 16 tay liền. Rất là nhiều, và ở trên cửa hàng của mình, trên cửa hàng của mình cũng còn hai dàn bãi nữa. Nhưng mà hàng mới, hàng bãi rất là nhiều, rồi là có hàng nhập được, có cả dàn LA đó. Dàn LA tiếng khá là hay nhưng không biết anh em nó đẩy được cất đâu. Cái kia nó quấn một mớ này. Rất là nhiều, nói chung còn rất là nhiều các sản phẩm đang đón chờ quý vị. Đấy, thì quý vị khán giả gần xa quan tâm có nhu cầu thì cứ nhấc máy và alo trực tiếp cho em Phương. Em Phương là giờ là quản lý cái vấn đề điện thoại bên DVH rồi. Đấy, quý vị có vấn đề gì cứ trao đổi với em Phương, thư ký Phương nhé. Mình cũng rất là nhiều việc, nhiều lúc có gặp DVH hơi khó nhưng mà không phải gì cả đâu. Mà thực ra là cứ bận làm, bận setup cho khách ấy, nên là không nghe điện thoại được. Thành ra là em Phương sẽ lo cái vấn đề điện thoại đấy. Còn các cái vấn đề kỹ thuật thì sau thì mình sẽ gọi lại cho quý vị. Nếu mà cần trao đổi về kỹ thuật thì mình làm xong mình sẽ gọi lại trao đổi cho quý vị nhé, chứ không có vấn đề gì cả. Đấy, quý vị cần xa thì cứ qua trực tiếp cửa hàng của DVH. Ở đây là cái xưởng mới của mình, cách cửa hàng 300m thôi. Đấy, cái xưởng mới của mình ra ngoài này làm rất là rộng rãi luôn, rất là ok. Mà thoáng tháo hồ bày đồ luôn quý vị nhé. Đấy, và cái dàn hôm nay thì rất là hợp lý, và với một cái mức đầu tư. Cường cho anh cái đèn lên nào, lại tắt rồi, lại tối rồi. Đấy, hôm nay cái mức đầu tư nó rất là hợp lý và hàng thì đẹp, súp Martin nhập Trung Quốc rất là đẹp đẽ, ok luôn. Có cả mixer các thứ đầy đủ và giá chỉ có 93 triệu thôi quý vị nhé. Và thông báo với quý vị là cái chương trình tặng đèn là đã hết rồi, đến hôm nay là hết rồi đấy. Đấy, nên là quý vị ra lại đến rồi cứ hỏi bảo sao lên clip báo tặng đèn, báo là báo tặng trong tháng 1 âm lịch thôi nha quý vị nha. Đấy, và đến hôm nay là hết rồi, ok. Đấy, thì quý vị gần xa quan tâm thì cứ nhấc máy và alo trực tiếp cho thư ký Phương để qua showroom âm thanh của DVH để trải nghiệm các hệ thống âm thanh ở bên mình nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.